Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng đang ở ngã tư đường Trần Đạo với đường Nhân Từ ha. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Con đường Vũ Hồng đang di chuyển là đường Trần Hưng Đạo. Ở bên tay phải là đường Hồng Con, Hồ Chí Minh. Và bên trái là đường Nguyễn Cư Chinh nha. Và bên trái mình là tòa nhà Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn bên phải là các phòng cảnh sát giao thông, ví dụ như phòng cảnh sát trật tự giao thông, rồi phòng chữa cháy bên trái ở khu TK, khu tiểu khu phường Cầu Kho, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ở đường Nguyễn Canh Trân này có một căn nhà cần bán chiều ngang là gần 3,5 m. Ở đường Trần Đạo với đường Nguyễn Canh Trân này ha. Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và bạn một căn nhà ngang gần 3,5 m và chiều dài là 11 m. Diện tích đất được công nhận là 35 m ha. Nhà nằm trong khu dân cư ở hẻm 518 đường Võ Văn Kiệt, ngay chung cư Võ Văn Kiệt, thông qua hẻm 391 Trần Hưng Đạo. Đoạn đường này đầu kia là đường Võ Văn Kiệt ha. Mình vẽ trái vô cho cô chú chị, mình tới ngay chỗ này nè cô chú chị, tới ngay chỗ cái mấy nhà gỗ này nè, mình vẽ trái vô ha, đối diện với ga Châu này mình vẽ trái vô nè, ngay quán coffee Merida này mình sẽ chạy vô ha. Tất cả những cái hẻm ở đây là hẻm thông nhau như bàn cờ hết luôn nha cô chú anh chị, và rẽ phải rẽ trái là đều thông nhau hết luôn ha. Có một cái căn nhà ở khu TK này bán, chủ nhà đang cần tiền nên giảm giá sâu xuống còn dưới 5 tỷ, dưới 5 tỷ để chủ nhà bán ha. Cô chú anh chị bạn nào đi thẳng luôn, cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thì cứ alo Vũ Hồng nha. Mình rẽ bên trái là mình đi ra ngoài cái chỗ chùa Phổ Đà, một cái ngôi chùa ở hẻm 391 thông qua hẻm 518 ha. Căn nhà mình nằm phía sau lưng cái căn này cô chú anh chị. Phía trước là chung cư ha, phía trước là chung cư 518 đường đại lộ Võ Văn Kiệt nha, và căn nhà mình nằm trong hẻm này nè cô chú anh chị. Đây Vũ Hồng quay cho cô chú anh chị bạn xem ha, đây phía ngoài nè, đó ở ngoài đó là đường Võ Văn Kiệt ha, ở ngoài đó là đường Võ Văn Kiệt nha. Bên tay phải mình là trung tâm y tế của phường Cầu Kho nha cô chú anh chị. Mình rẽ trái là mình đi về phía đường Trần Đình Xu, về đường Hồ Hớn và về cầu Lãnh. Còn mình rẽ phải là mình về bên đường Nguyễn Cảnh Trân ha. Ở đây cô chú anh chị ha, đây chung cư 518 nha. Mình có xe ô tô về mình đậu phía trước này là được nè cô chú anh chị, có chỗ đậu xe nè ha. Chiều mình muốn đi tập thể dục thể thao thì ở đây có, bên kia có bờ kênh ha, tập thể dục thể thao ok. Ở đây trạm y tế của phường Cầu Kho nè, trạm y tế của phường Cầu Kho quận 1, đường đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về chợ lớn ha, hướng về chợ lớn nha cô chú anh chị. Bên kia là các chung cư, ví dụ chung cư Gánh Hội, chung cư Hoàng Đô, trung tâm tiệc cưới Riverside. Đây hướng về cầu Lãnh nè, hướng về cầu Lãnh quận 4 bên đây. Còn đây là quận 1. Chung cư 518 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ha. Mình đi vô nhà ha. Hẻm này là hẻm thông nha cô chú anh chị. Hẻm này hẻm thông từ 518 đường Võ Văn Kiệt thông qua hẻm 391 đường 391 đường Trần Đạo. Đó. Hướng này là thẳng qua bên kia là mình qua hẻm 391 đường Trần Đạo, rẽ phải là về chợ Bến Thành, rẽ trái là về Nguyễn Văn Cừ ha cô chú anh chị. Căn mình nằm phía sau lưng căn thứ hai.
Rồi. Nhà mình nếu như mình xây mới thì mình xây được như căn này hả cô chú anh chị? Hẻm này là ô tô vô được nha. Hẻm này là tất cả là hẻm thông nha cô chú anh chị. Đó. TK50-19. Đó, hẻm này hẻm thông hả cô chú anh chị. À, nếu như mình xây mới thì mình vượt vô 1 mét nha cô chú anh chị. Bên đây cũng vậy, xây mới thì vượt vô 1 mét ha. À, nhiều căn nhà xây mới rồi ha. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình giúp Vũ Hồng đăng ký kênh ha. Còn nếu như mình đã nhiều lần xem rồi thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Và phía ngoài là nhà mình là được ốp đá hoa cương lên tới cái mái ngói này luôn nha. Hiện tại thì nhà mình một trệt với một lầu thôi. Nền nhà thì đang cao hơn mặt hẻm là khoảng 2 tấc ha, 2 tấc rưỡi. Hẻm mình là ô tô ra đu vô tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Ở dưới lên là ốp được ốp tường cao lên được khoảng 1 mét rồi. Đây CB điện nè, điện chính, nước chính hả? Nước ở đây. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu đi xem thì alo cho Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho xem bất cứ lúc nào cũng được nha cô chú anh chị. Nhà này thuận tiện cho ai mua về xây mới. Còn nếu như mình để dài ở vẫn ok ha cô chú anh chị. Hiện tại nhà mình có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Nhà nở hậu phía sau nha cô chú anh chị. Đây thông tin của nhà mình đây ha. Căn nhà mình là căn này nè cô chú anh chị. Ngoài đây là lò gió kỳ khác màu đỏ, này là cái trung tâm y tế này ha của phường Cầu Kho. Đó, còn ra đây là phía ngoài đường Trận Đạo. Nó Trận Đạo nữa ha. Ba mươi mét, 4 mét đất nha cô chú anh chị. Nhà mình 34 mét, khu dân cư hiện hữu chỉnh trang. Đó, căn kế căn góc nè ha. Đây nhà vệ sinh ở dưới chợt nè, nhà vệ sinh ở dưới chợt nè ha. Tường nhà vệ sinh thì dán cao lên đến trần luôn, full trần. Và thiết bị vệ sinh là của inox. Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình địa chỉ TK50-19, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình nằm ở hẻm 518 đại lộ Võ Văn Kiệt, thông sang 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần công an thành phố Hồ Chí Minh ha. Và căn nhà mình có hướng chính là hướng Tây nha. Nhà thuộc khách hàng cho thuộc những khách hàng thuộc mạng Đông, Hồ Tây, Tứ Trạch ha. Đây khu vực bếp của nhà mình đây ha. Ở đây là những cái gạch, gạch này là gạch gạch kiểu nha cô chú anh chị.
Cầu thang thì làm bằng sắt và mặt đi bằng đá hoa cương, cầu thang đúc. Nếu cô chú anh chị bạn về mình không thích cầu thang đúc này thì mình có thể thay bằng cầu thang tay vịn gỗ và mặt bên bằng kính cường lực rất dễ dàng ha cô chú anh chị. Trần thì trần nhựa hợp thạch cao và có hắt đèn màu và đèn led âm trần. Cửa nhà thì sử dụng cửa sắt và kính cường lực mài cạnh. Nhà mình ở hậu phía sau nha cô chú anh chị. Cầu thang được sắn theo chiều thuận kim đồng hồ. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu tìm mua nhà ở quận 1 thì mình đi xem căn này ha, ngay trung tâm quận 1 giáp ranh quận 5. Và nếu mình xem kênh chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Đăng ký rồi thì nhớ bật chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên, cô chú anh chị bạn xem được liền ha, mình không bị nhỡ video. Và thấy những căn nhà ưng ý thì mình cứ alo cho Vũ Hồng để mình đi xem nhà liền nha. Số điện thoại Vũ Hồng 0933 797979, số Zalo 0963 101010, kết nối Zalo Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú chị bạn xem ha. Mời cô chú chị bạn lên trên lầu để mình đi xem ha. Trên lầu thì có hai phòng, phòng ở phía trước và phòng ở phía sau. Đây là phòng ở phía sau nè cô chú chị. Ở bức tường phía sau này là tường dán gạch nha, chứ không phải là, đây là tường dán gạch, không phải là dán giấy ha. Và phòng này có cái cửa sổ, có đi sẵn đường cáp, đường điện hết cho mình luôn rồi nha. Cô chú anh chị bạn nếu về mình muốn sử dụng hơn hai phòng mà mình không muốn xây nhà lại, mình thì mình có thể nâng tấm lên được hả cô chú anh chị, nâng lên làm nút giả trên xin giấy phép, nhưng dĩ nhiên là mình phải xin phép rồi. Đây nhà mình là có xây cái đà nè cô chú chị bạn thấy không, có đà ra ngoài ngang, chứ không phải là nhà là làm dạng giả chiến nha cô chú chị, cũng chắc ha. Ở trên đây đoạn này là đoạn đúc, đoạn mái đoạn này là đúc nè, có ở trên có lợp, ở trên cái khoảng trống này ở phút ngoài là đúc bê tông cốt thép, còn ngoài kia là tôn, còn cái phần này là đúc bê tông cốt thép. Và chủ nhà có làm cái song sắt bảo vệ, song sắt để bảo vệ an ninh ha. Nhà mình có nhà vệ sinh ở trên lầu nữa là hai nhà vệ sinh nha. Và xin nhắc lại thiết bị vệ sinh là sử dụng của inox. Tường nhà vệ sinh thì được ốp gạch cao lên đến trần. Đèn là sử dụng toàn bộ là đèn led ha. Đây là phòng phía trước của căn nhà 50/19, đường Nguyễn Cảnh Trân, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây giáp ranh với quận 5, ngay trung tâm của quận 1, đường Trần Hưng Đạo. Giao thông ở đây là không bao giờ bị kẹt ha. Nhà mình để về ở, nếu hai phòng thì mình ở là ok. Còn nếu như mình muốn làm thêm hai phòng ở trên bằng gác gỗ nữa thì vẫn ok nha cô chú chị. Dĩ nhiên là mình phải xin phép rồi. Và phòng này thì phun ra ngoài có cửa sổ. Nếu mình xây mới thì mình sẽ giật vô. Đó, giống như những căn nhà đã xây rồi đó, giật vô khoảng 1 mét đó cô chú chị. Bên đây cũng vậy, kế bên ha, mình giật vô thì dĩ nhiên cái hẻm mình sẽ lớn hơn rồi nha cô chú chị. Xin nhắc lại là nhà hướng Tây nha. Và cái căn này Vũ Hồng nghe nói là cũng chuẩn bị xây á cô chú chị. Cái căn này là chuẩn bị xây lại một trệt với ba lầu, họ xây mới luôn cô chú chị. Thì dĩ nhiên nhà mình sẽ trống ha. Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà, địa chỉ 50/19, đường Nguyễn Cảnh Trân, phường Nguyễn Cảnh Trân, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình á có kích thước ngang là gần 3,5 m nha cô chú anh chị, và chiều dài là gần 11 m. Và nhà có diện tích đất đang sở hữu là 34 m. Nhà đất là thuộc khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, có nghĩa là khu dân cư hiện hữu á cô chú anh chị. Và nhà có giấy chủ quyền hồng, không bị quy hoạch hẻm giới lộ giới. Nhà nằm ở hẻm 518 đường Đại lộ Võ Văn Kiệt, thông sang hẻm 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gần sở công an thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này là chủ đang kêu bán với mức giá là dưới 5 tỷ, cụ thể là 4 tỷ 990 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà. Nhà mình ở hậu phía sau nha. Và ở đây là có sẵn chỗ để mình lắp máy giặt ở đây rồi.
Cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết cái clip review căn nhà. Chú Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau.